Ok. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với livestream môn tiếng Anh lớp 12. Cô là Quỳnh Trang và ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn cùng nhau đi tìm hiểu về unit số 1 nhé. Và về một chủ đề mà cô nghĩ là rất nhiều bạn sẽ quan tâm, đó là về mạo từ another đó. Nhưng mà buổi hôm nay cô sẽ tập trung chủ yếu vào chữ the mà thôi. Và cái nội dung này thì cô nghĩ là không chỉ các bạn lớp 12 đâu mà các bạn cấp 2, các bạn cấp 3, các bạn ôn thi trung học phổ thông, tất cả các bạn đều cần cập nhật cái phần kiến thức này nhá. Đầu tiên thì đã ai xem livestream rồi thì comment cho cô thấy nào và like cho cô một cái đi. Kéo view nào, kéo view nào. Hello, xin chào Mộng Duy, xin chào Huy Lê, xin chào Hải. Lê Hải Trọng đúng không? Hello Huyền Trang Cute. Ừ, các bạn vào sớm nhỉ. Chào Jimmy Phạm. Hôm trước hình như là Jimmy Phạm không xem, hôm nay thì xem rồi này. Hello. Hôm nay khai mạc SEA Games ấy, nhưng mà SEA Games thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái sự học tập của mình lắm. Sơn Trần, xin chào Sơn Trần. Hello. Ok, chào Try My Best nha. Xin chào Văn Ninh. Kaido Gaming nữa này. Cô mới đang dạy tiếng Anh 11 và tiếng Anh 12 thôi. Còn trên Vietjet thì cô chưa có bài livestream về tiếng Anh 10, nhưng mà sẽ có trên Vietjet sẽ có những cái bài về tiếng Anh 10 giải thích cho các bạn rất kỹ theo chương trình sách giáo khoa mới đấy nhá. Hoặc là em có thể tìm trong những cái bài bài giảng của Vietjet rồi thì đảm bảo sẽ có đầy đủ chi tiết những bài giảng liên quan đến ngữ pháp từ vựng của tiếng Anh 10, rất là đầy đủ luôn. Nhưng nó không phải là livestream thôi mà nó sẽ là những cái bài giảng đã được thu sẵn đấy, nhưng mà đảm bảo rất chi tiết các bạn ạ. Các bạn sẽ học rất là ok. Tất cả các môn các bạn đều tìm thấy luôn chứ không chỉ gì môn tiếng Anh đâu các bạn nhá. Nên là các bạn chịu khó search một chút là các bạn sẽ ra ngay tất cả các bộ sách trong chương trình giáo dục. Hello, xin chào Manchester City, xin chào Linh Lương. Xin chào Phương Thảo. Ừ, chào Thảo nhá. Rồi. Xin chào Hiền Hoàng Thu. Chắc là Hoàng Thu Hiền đúng không? À, chắc là Hiền, tên là Hiền. Ok, vậy thì hôm nay chúng mình sẽ học về mạo từ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ để ý cho cô, đó là mạo từ trong tiếng Anh chúng ta sẽ có là ân và the. Và ân thì dễ rồi, và ân trong tiếng Anh nó có nghĩa là một. Vậy là cái gì mà đếm được mà chúng ta chỉ muốn nói đến số ít thôi thì mình mới dùng và ân, là để một cái gì đó đúng không? Thì đứng trước những từ bắt đầu bằng phụ âm, còn ân thì đứng trước những từ bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm thì các bạn quen rồi, các bạn hay nói là uể oải đấy, u e o a i đấy, đấy là những âm nguyên âm đấy. Thì cái phần đó nó khá dễ nên con sẽ không nhắc lại nữa, mà hôm nay cô sẽ chủ yếu đi vào phần vơ. Và đây cũng chính là cái phần mà thông tin chính mà được nằm trong unit số 1 mà các em cần phải học thuộc, cần phải nắm chắc nhá. Cái này thì cũng có năm nó sẽ xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông, có năm nó không. Đó, vậy thì chúng ta sẽ dùng the khi nào? Các bạn đọc qua cho cô xem này. Tại vì nếu mà lần đầu này đọc ạ thì cô chỉ mong các bạn là hiểu được thôi. Còn các bạn có thể chưa nhớ được, đấy là chuyện rất bình thường, các bạn có thể chụp lại màn hình nhé. Hoặc là cô cũng để tài liệu ở trong cái phần cô để tài liệu ở trên cái phần tiêu đề rồi, hoặc là bạn nào mà trong group thì cô đã cập nhật cái tài liệu này từ hôm trước rồi thì các bạn hoàn toàn có thể xem qua trước khi vào buổi hôm nay. Thì trong buổi hôm nay thì các bạn sẽ cứ thế luyện tập với cô luôn, vì các bạn đã biết trước được cái phần phần kiến thức rồi, các bạn có thể học trước rồi, học sẵn rồi, hoặc các bạn in ra rồi thì các bạn cứ thế nhìn thôi. Đấy. Cái vấn đề là khi mà cô cung cấp cho các bạn kiến thức này rồi thì các bạn có thể sử dụng nó để áp dụng vào làm bài tập không? Vì cái phần kiến thức và phần bài tập nó sẽ bắt đầu khác nhau đấy. Vì chúng ta sẽ phải vận dụng rất là linh hoạt. Phần về mạo từ nó là một phần kiến thức khó. Và đôi khi là những người học tiếng Anh rất là tốt rồi nhưng mà khi viết bài ấy, đôi khi vẫn sẽ nhầm lẫn về về cái mặt mạo từ. Đây là điều rất bình thường các bạn nhé. Vì đây là phần khó mà. Đó. Ừ, thế thì tuyệt vời cho em Huy nhé. Mai em thi học kỳ 2 4 môn nhưng thay vì ôn ngày mai em ngồi học trước 12. Cũng được mà. Tại vì là em đặt ưu tiên cho cái nào thôi. Và thực ra là cũng nghĩ là đôi khi trong những cái bài thi của các em cũng sẽ có hỏi về mạo từ đấy. Nên đầu tiên cô sẽ giải thích cho các bạn nhé, rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành việc học thuộc sau. Học thuộc thì cô không thể giúp các bạn được, cô sẽ chỉ giúp các bạn hiểu được cái vấn đề thôi.
Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng the để chỉ khả năng chơi nhạc cụ. Có nghĩa là gì? Nếu muốn nói là tôi có thể chơi piano thì cô phải nói là I can play the piano. Nhớ nhá, khi nói về khả năng chơi nhạc cụ thì chúng ta mới dùng chữ the. Còn ví dụ chúng ta mà muốn miêu tả này, a kia là một cái đàn piano thì mình vẫn dùng a piano, a guitar như bình thường. Tuy nhiên nếu muốn nói khả năng chơi nhạc cụ, tôi có thể chơi cái này, tôi có thể chơi cái kia, thì chúng ta bắt buộc phải dùng chữ the ở trước. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai, đứng trước tên đại dương, sông núi, nhóm đảo, cái này thì bắt buộc phải theo cái thói quen của mình thôi. Vì mình sẽ nhìn quen những cái chữ này thì mình điền theo thôi. Ví dụ như là sông Hồng đấy, hay là Thái Bình Dương thì người ta có chữ the ở trước. Nhưng mà cái thứ nhất này là phải hiểu, và cái thứ ba phải hiểu này. Cái thứ ba nhá, trước tên của các quốc gia hoặc các vương quốc được hợp thành từ nhiều nước hoặc là nhiều bang khác nhau. Ví dụ như Mỹ thì được hợp thành từ rất nhiều bang khác nhau đúng không? Nên người ta mới nói là The United States of America. United. United là hợp nhất, thống nhất. United. Vậy là nghe cái tên nó đã là cái sự hợp nhất của nhiều cái khác nhau rồi, thì chúng ta bắt buộc phải có the vào đây. Nhưng đôi khi người ta không viết ra chữ United cho các em thấy, mà người ta viết tắt là USA, the USA, hay là the UK. UK là gì? Là United Kingdom of England, of Great Britain and Northern Ireland, thì là the UK, hoặc the Netherlands, hoặc là nước Lào ấy, từ các hòn đảo khác nhau mình cũng sẽ có là the Laos, thêm S ấy. Hoặc là mấy cái quốc gia mà các bạn thấy nó có chữ S thì các bạn sẽ có the đằng trước, vì đó là những quốc gia được hợp thành từ những cái bộ phận nhỏ hơn khác nhau. Ví dụ các bang, các đảo, các nước. Nhớ nhá. Rồi, trước tên của tổ chức, bảo tàng, khách sạn hay những tòa nhà quan trọng, thì cái này nó cũng sẽ là tùy vào trường hợp. Cái tiếp theo này lại là cái bắt buộc phải học này. Đó là nếu mà tính từ thì chúng ta biết rồi, rich là giàu có, poor là nghèo chẳng hạn. Thì khi người ta muốn nói là nhóm những người giàu có hay nhóm những người nghèo thì người ta chỉ việc thêm chữ the vào trước thôi. Vậy là chúng ta có cái cấu trúc như thế này. The cộng với tính từ thì chúng ta sẽ được là chỉ một nhóm người mang tính chất thế nào đó. Giả sử the poor, the cộng tính từ nha, thì thành là một danh từ, chúng ta sẽ coi nó như là một cụm danh từ. The poor thì là những người nghèo, the rich hội người giáo, rich kid ấy, à, kiểu như vậy. Rồi tiếp theo này, cái cuối cùng này cũng là cái các bạn phải học thuộc. Trước sự vật tồn tại mang tính duy nhất hoặc trong câu so sánh nhất. Nó duy nhất mà, nó duy nhất nên nó đã xác định rồi, nên chúng ta sẽ chỉ việc là những thứ duy nhất thì mình cứ auto mình thêm chữ the vào thôi. Vì chỉ có một mình nó xuất hiện, chỉ có một mình nó trong cái cuộc đời này thôi. Ví dụ the sun, the earth, hay là học sinh giỏi nhất thì chỉ có một học sinh thôi mà, đúng không? Nên chúng ta vẫn sẽ dùng the nhá. Và cái cuối cùng, tờ báo phương tiện này thì chúng ta phải học thuộc này rồi. Còn một cái này, cái khó nhất này, cái này cô muốn nói kỹ hơn cho các bạn, đó là gì? The đôi khi các bạn còn nghe thấy, đó là cái mạo từ xác định. Xác định nghĩa là gì? Xác định có nghĩa là người nói và người nghe đều đang hiểu được là đang nói về cái gì. Nhiều khi chỉ cần dùng chữ the thôi. Ví dụ nhé, sách, cô muốn nói là một cuốn sách. Khi cô nói là cuốn sách bất kỳ, cô sẽ nói a book. Người nói và người nghe không thể biết được cuốn sách nào cả. Nhưng khi cô đã nhắc đến là gì, là the book, thì chắc chắn khi đó cô phải khi cô dùng cái chữ the book là cô đã phải biết được là à, cô nói và các bạn nghe, các bạn hiểu được là cuốn nào. Giả sử trong cái trường hợp này là cô nói như sau: tôi mua một cuốn sách ngày hôm qua, cái cuốn sách ấy về khoa học. À, cái cuốn sách ấy, cái lần đầu tiên cô nói là cô mua một cuốn sách, nó có thể là bất kỳ cuốn sách nào, không ai biết cuốn sách nào cả, nó rất chung chung, đúng không? Nhưng lần thứ hai cô nhắc lại cái cuốn sách ấy, à, bắt đầu nói đến cái cuốn sách ấy là cả người nói cả người nghe đều biết là à, cái cô này đang nói về cuốn sách cô đấy mua ngày hôm qua. Cả người nói và người nghe đều xác định được là cuốn nào, đích thị nó là cuốn nào, thì lúc đó chúng ta mới dùng chữ the. Mai sau vào phần bài tập cô sẽ giải thích kỹ hơn về phần này, các bạn sẽ thấy nhá. Nhớ là khi nào xác định. Xác định là gì? Khi cả người nói, cả người nghe đều hiểu đó là cái gì rồi thì chúng ta phải dùng chữ the. Về lâu về dài thì các bạn chỉ cần nhớ mỗi chữ the là xác định thôi. Và cái khó của các bạn là hiểu được thế nào là xác định, thì cái đó chúng ta phải đi qua luyện tập. Ok, hello, xin chào cô Huyền. Xin chào các bạn. Hello Trần Minh Phương.
Mất gốc tiếng Anh thì các em nên học từ đầu, từ những cái đơn giản nhất đấy, từ những cái ví dụ như là đơn giản là về thì. Đầu tiên phải viết về thì, sau đó viết về từ loại là tính từ là gì, danh từ là gì, động từ là gì. Rồi sau đó chúng ta mới có thể học vào các mẫu câu và học vào mạo từ. Phần mạo từ này là phần khó rồi vì đây là một phần rất, nó gọi là gì nhỉ? Nó không phải là thành phần chủ yếu trong câu. Nhưng mà chúng ta đã học đến phần này thì chứng tỏ chúng ta phải có cái kiến thức nền rồi các bạn nhé. Rồi trong thời gian cô giải thích thêm cho các bạn một chút thì các bạn sẽ đọc cho cô cái trường hợp mà mình không sử dụng ơn giờ, để cô sẽ xem một số bạn trong comment có câu hỏi gì không nhé. Huy Lê, thi thoảng cô thấy Huy Lê có những cái câu hỏi ấy, nó rất là không phù hợp với cái nội dung livestream. Đây không phải là đầu tiên nhưng mà cô đã để qua rất nhiều lần rồi, bây giờ cô mới nhắc. Và Huy Lê nếu mà một lần nữa mà hỏi những câu như thế này thì cô nghĩ là Huy Lê sẽ không cần tham gia lớp học này nhé. Hiền Hoàng Thu, đúng rồi, bạn Huyền Trang Cute giải thích chính xác này. Mạo từ được dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay chưa, chính xác. Nếu bạn dùng chữ the là xác định rồi, còn nếu bạn dùng chữ ân hoặc là không dùng thì chứng tỏ nó chưa xác định. Phát Dương Châu, ừ, tại vì cô thấy là nếu mà một số bạn nào mà giỏi toán rồi ấy thì các bạn sẽ kiểu như là cái việc các bạn học tiếng Anh nó rất là nhanh ấy, vì vì cái cách mà các bạn xử lý thông tin nó khác. Có thể các bạn không nhớ bằng các bạn khối C đâu, nhưng mà cái cách xử lý thông tin của các bạn rất là nhanh nên các bạn sẽ hiểu vấn đề nhanh hơn các bạn khác, nhưng mà nhớ thì chưa biết được nhé. Đúng rồi, Hiền Hoàng Thu này đúng, khó hay không là do cách mình học và cách tiếp thu, đúng rồi. Còn bạn nào mà chăm thì tất nhiên là kiến thức khó nó cũng sẽ trở nên dễ hơn thôi. Còn nếu mà thi thoảng mình mới học, học một buổi xong rồi tuần sau mới học tiếp thì, hay tháng sau mới học tiếp thì chắc chắn kiến thức đấy mãi mãi khó. Kể cả nó dễ đến đâu đi nữa thì nó vẫn mãi mãi khó, vì mình không có đủ thời gian để học, không có đủ thời gian dành cho nó mà. Ok, các bạn đã chọn được trả cho cô câu số 1 rồi này. Thế thì chúng mình sẽ làm ngay đầu tiên từ câu số 1, các bạn chọn cho cô nào. Nhớ là chúng ta không sử dụng ơn the trước các môn thể thao hay phương tiện giao thông, vì đây chúng ta nói chung, chúng ta không nói đến cụ thể cái gì cả, chúng ta nói rất chung. Tôi đi, ví dụ nhé, tôi đi làm bằng xe buýt, tôi có nói cái xe buýt nào đâu, tôi nói chung chung là xe buýt thôi, kiểu như vậy. Thì các bạn có thể xem qua cái phần này sau, và cô nghĩ là nên vào phần luyện tập thì cô sẽ giải thích được kỹ hơn cho các bạn. Cô có thể zoom to cái phần này hơn đúng không, vì hôm nay cô để thấy cái khung hình của cô nó khá nhỏ. Thế á, thế chắc là vì em chưa chưa đầu tư thời gian vào học thôi, chứ còn cô nghĩ là em mà học thì sẽ rất nhanh đấy. Vì luôn luôn cô để ý là các bạn khối A hoặc các bạn khối B, các bạn có cái cách xử lý thông tin rất là riêng. Các bạn xử lý thông tin nhanh cực, chẳng qua là đôi khi các bạn không nhớ thôi. Nó sẽ không, có trí nhớ nó sẽ không tốt bằng các bạn khối C, các bạn thi văn sử địa ấy, các bạn ấy nhớ rất giỏi nhưng mà có thể đôi khi nhá, kiến thức các bạn không hiểu lắm nhưng các bạn nhớ các bạn làm được easy luôn. Nhưng các bạn khối A thì các bạn sẽ phải hiểu được vấn đề thì các bạn mới làm được. Nên là em sẽ cố gắng em hiểu được vấn đề đi, thì khi đó em sẽ làm bài rất là nhanh. Ừ, ngày xưa cô cũng sợ văn thế, cô sợ văn lắm, kiểu không thể nào mà viết nó hay hay nó dài dài được ấy. Câu 1 chọn cho cô, 1 D. Thi khối D hả? Ồ, thi khối D thì phải học bảo toán văn anh chứ. Ok, một số bạn đã chọn một là D. Để cô xem nhá. Rồi, cô nghĩ là những câu đầu tiên thì các bạn sẽ nhầm rất là nhiều. Nhưng mà có một cái điều cô nhắc như sau. Luôn luôn nhớ trong đầu, trong tiếng Anh, danh từ mà đếm được ấy, nó sẽ không bao giờ đứng một mình. Có nghĩa là gì? Nó phải được xác định bằng một cái từ khác. Hay là trong tiếng Anh còn có một khái niệm nó gọi là hạn định từ. Ví dụ ở đây là book là một danh từ đếm được đúng không? Cuốn sách, chúng ta sẽ phải có một cuốn hay hai cuốn hay nhiều cuốn. Ở đây book không thêm s nên chắc chắn người ta đang nói một cuốn rồi. Đúng không? Mà một cuốn thì các bạn sẽ chọn từ nào cho cô? Một cuốn này cả người nói và người nghe đã biết là cuốn nào chưa? Cô ấy đã đọc một cuốn sách thú vị. Nó chung chung thôi, nghĩa là một cuốn nào đó thú vị với cô ấy thôi. Khi người ta nói câu này ra thì cô đọc hay các em đọc cũng không biết được đấy là cuốn nào đúng không? Vậy các em chọn cho cô nào. Mình sẽ chọn ơn hay dơ trong trường hợp này. Cô đã giải thích như thế rồi thì mình chọn lại cho cô câu số 1. À,
Cũng không biết đâu, tại vì thi thoảng đi học cũng có cái trường hợp là bị trù, nhưng trường hợp đấy thì cô cũng trải qua rồi. Nên là thường cô sẽ muốn có một cái sự công bằng trong lớp học hơn. Nhưng mà không sao đâu em ạ, vì cuối cùng thì cái người chấm thi trung học phổ thông đâu phải là cô ấy đâu. Nó cũng hơi khó khăn một chút đấy, khó khăn một chút nhưng mà thôi, phải vượt qua vậy chứ bây còn cách nào nữa đâu, đúng không? Ví dụ bảo như môn toán, môn tiếng Anh ấy thì là nó sẽ không có tấm chấm điểm theo cảm xúc được. Vì nó là chắc chắn đúng là đúng, sai là sai, nhưng mà môn văn thì đôi khi nó sẽ theo cái lối hành văn. Nên là cũng có thể ấy, có trường hợp như vậy thì em phải chịu khó vượt qua thôi. Chia buồn sâu sắc. Ok, vậy là các bạn đã chọn lại cho cô rồi. Hello, xin chào Lê Hải Trọng, có thể em comment ở phía bên trên rồi nhưng mà bây giờ mới vào đúng không? 1B, chính xác. Khi nói đến một cuốn sách rất chung chung đúng không? Mà nó là danh từ đếm được thì chắc chắn các bạn sẽ phải đếm cho cô. Ở đây là book, là đang là một cuốn thôi thì chỉ có trường hợp ơ hoặc ân. Và nó không xác định, không biết cuốn nào cả. Nhưng ở đây là có từ interesting. In này là bắt đầu bằng bằng gì? Bằng chữ Y, có nghĩa là nguyên âm. Nên chúng ta chọn cho cô phương án B. Tất cả các bạn chọn phương án B đúng rồi nhá. Sang câu 2. Câu 2 thì làm là gì đây? Chọn cho cô câu số 2 nhá. Mình phải xem là đếm được hay không nhá. Đếm được thì mình phải đếm cho nó. Nào. À đúng rồi, nay cô nay nóng quá hay là búi, vừa búi cái thì trời mưa. Ok, cảm ơn em nha. Hôm nay trời nhất lại bảo là chưa gội đầu. Có hôm nào mà kiểu có hôm nào vừa gội đầu xong chẳng hạn thì buông, còn hôm là hôm nay mưa đấy. Không biết ở chỗ các bạn có mưa không? Chỗ này mưa xong rồi sấm, sấm ù mù. Bây giờ vẫn đang sấm này. Chọn cho cô câu số 2 nhá. Đếm xem là xem nó có đếm được không. Hello, xin chào Nga Trần. Chọn cho cô câu số 2 nào. Nếu mà shock thêm ED thì nó sẽ là tính từ đúng không? Shocked. Tính từ là bị sốc ấy. Nhưng mà đây là danh từ. Danh từ thì có đếm được không nhỉ? Một cú sốc lớn. Đấy, các bạn nghĩ cho đầu một cú sốc. Nghe nó có đếm được đấy. Nó có đếm được thì nếu mà đếm được thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Trong trường hợp này chỉ có điền ân này, hoặc là không điền gì, hoặc là điền ơ, hoặc là điền ân. Ô, cái này dễ quá này, cái này cô dùng phương pháp loại trừ là cô làm ra rồi. Cô không cần phải biết đến cái vị trí số 2, cô cần điền cái gì. Cô chỉ cần chắc chắn được vị trí số 1 là cô đã tìm ra đáp án rồi đấy. Ok. Mia Đỗ đã chọn 2B, Jimmy Vãm chọn 2B. Một bạn chọn C. Hello, xin chào chị Hưng. Đó, tìm cho cô xem nào. Ok, cô đã nhận được một số phương án rồi, bây giờ cô sẽ phân tích nhá. Cái từ shock này là một từ hơi mới một chút, nhưng mà cô sẽ phải nhắc cho các bạn là cái chữ này là đếm được các bạn ạ. Đếm được. Và chúng ta có một cụm cố định luôn rồi. Get a shock. Get a shock. Tôi bị một cú sốc, rồi ý là tôi bị sốc. Có thể là I am shocked, hoặc là I get a shock. Nhớ nhá, là tôi bị sốc ấy. Nào, auto là chúng ta có chữ ơ rồi. Thì trong bốn phương án này thì chỉ có mỗi phương án C là có chữ ơ thôi. Đấy, nên mình chọn được luôn rồi. Thì từ đây mình thấy được ngay là if you touch a live wire with that screwdriver. Đây là gì? Bạn sẽ bị get a shock này là bị sốc, nhưng mà sốc theo kiểu sốc điện giật đấy. Nếu bạn chạm vào dây điện bằng cái tuốc nơ vít đấy. Tuốc nơ vít là một cái thứ dẫn điện đúng không? Một thứ dẫn điện mà cho nó chạm ngay vào dây điện hoặc chạm ngay vào ổ điện thì tất nhiên mình sẽ bị điện giật rồi. Get a shock. Trong trường hợp này nó bị điện giật nhá. Bạn sẽ bị điện giật nếu bạn
dùng cái tuner vít chạm vào cái dây điện này. Vậy câu 2 các bạn chọn cho cô phương án C. Nhớ cho cô cái cụm cố định get a shock. Câu 3 nào. Ngoài kia sấm to quá, mấy các bạn nghe thấy không? Câu 3. Customer này có đếm được không nè? Man có đếm được không nè? Ngày xưa ấy, lúc cô đi học là cô sợ nhất về mạo từ, vì giáo viên rất ít khi giải thích luôn. Giáo viên gần như là không bao giờ giải thích là tại sao lại chọn như thế, mà giáo viên chỉ bảo mỗi là câu này chúng ta chọn là B. Giả sử chọn là B vì nó là interesting thôi. Thế tại sao không chọn là the? Không bao giờ giải thích luôn. Chúng ta chỉ có thể nhận được đáp án thôi. Nên bây giờ cô đang muốn giải thích cho các bạn hiểu. Nếu mà bạn nào mà thấy chỗ nào vẫn chưa hiểu lắm thì comment cô giải thích thêm cho nhá. Ok, thank you. Rồi, chọn tiếp cho cô câu số 3 nào. Ừ, mọi người ơn tôi đấy. Ờ, đúng rồi, cái tiếng văn đĩa chuẩn ghê. Tiếng rửa bát. Vừa mới ăn xong thì dạy các bạn. Chứng tỏ là cái mic này nó bắt âm kiểu gì ấy. Sấm thì không nghe thấy, tiếng rửa bát thì nghe thấy. Linh cu tê. Ok, Huyền Trang cu tê đã chọn A. Một người chọn A rồi. Tiếp theo các bạn chọn giúp cô nhá. Cái phần đầu tiên này khi lần đầu các bạn làm mà các bạn sai, các bạn không cần phải ngại đâu. Vì ngày xưa cô làm cũng sai, sai nhiều kinh khủng luôn. Mãi sau phải làm đến 100 câu rồi thì mới hiểu được ra vấn đề là tại sao ấy, thì mới bắt đầu. Còn nếu mà muốn giải thích được cho các bạn thì cô phải làm đến 1000 câu rồi, và cô phải làm đề rồi. Cô phải làm đề thi rồi thì cô mới có đủ hiểu biết để mà giảng và giải thích cho các bạn. Còn có đôi khi nhá, những người làm rất đúng nhưng mà sẽ rất khó để giải thích cho người khác hiểu là tại sao tôi lại làm đúng như thế. Tôi chỉ biết là nó phải là như thế thôi. Đấy. Thì câu 3 các bạn để ý giúp cô là những cái danh từ mà cô đang bôi đỏ ở đây, nó là số ít hay số nhiều? Có đếm được hay không? Nếu nó đếm được, các bạn bắt buộc phải đếm nó. Không bao giờ để nó trơ vơ một mình như thế. Nhớ nhá, nếu nó đếm được thì bắt buộc phải đếm. Xem nào. Ừ, đúng rồi. Ok, thì ở đây câu số 3, đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án C nhá. Bây giờ cô giải thích cho tại sao này. Đầu tiên, customer là khách hàng, man là một người đàn ông. Bây giờ cô sẽ dịch câu này nhá. Ngài Smith hoặc là ông Smith là một khách hàng lớn tuổi và là một người đàn ông honest, trung thực, đúng không? Rồi, thì chúng ta thấy là một khách hàng lớn tuổi thì đây là một khách hàng chung chung thôi. Khi mà người ta nói với cô là ông Smith là một khách hàng thì đúng rồi, cô hiểu là ông Smith là một khách hàng thế thôi, rất chung chung. Một khách hàng, vậy thì chắc chắn cô phải điền là ân rồi, vì đây là O, bắt đầu bằng chữ O. Một khách hàng lớn tuổi, ok. Tiếp theo, và cũng là một người đàn ông trung thực. Một người đàn ông, đúng không? Nhưng ở đây cái từ honest này, các bạn để ý này, từ này chữ H nó bị câm ấy. Chữ H nó bị câm, cô sẽ đánh dấu như này. Nên là chúng ta sẽ đọc bắt đầu bằng chữ O này, honest. Nên chúng ta lại phải điền là ân tiếp theo. Một người đàn ông trung thực. Một khách hàng lớn tuổi phải là một người đàn ông trung thực. Nói rất chung chung thôi, miêu tả thôi. Giống như kiểu các bạn nói là tôi là một học sinh ấy. Nó chỉ là phát triển từ câu đấy ra thôi. Ví dụ I am a student, đúng không? Các bạn phải có a student. She is a teacher. He is an engineer. Đấy, các bạn cứ hiểu đơn giản cái câu này, nó easy như câu tôi là học sinh, bố tôi là bác sĩ hoặc là cái gì đấy, thì chắc chắn phải là một học sinh, một bác sĩ rồi. Câu này cũng y như vậy nhá. Nhớ nhá, câu 3 y như cái câu là I am a student thôi. Không có gì khác biệt cả. Chẳng qua là từ vựng nó bắt đầu khác đi. Còn bây giờ em có thể miêu tả là tôi là một học sinh và cũng là một con ngoan trò giỏi chẳng hạn. Đó. Nó đúng là cái câu mở rộng ra thôi. Còn câu gốc của nó chỉ là đơn giản I am a student. Câu 4 nào. Câu 4 là có so sánh nhất này các bạn ơi. So sánh nhất là tồn tại duy nhất. So sánh nhất. So sánh nhất thì dùng cái gì đây? Rồi. Em cập nhật thử giờ lai toán xem. Còn giờ lai toán ví dụ như trong hôm nay là cô thấy lai toán từ 7 giờ đến 8 giờ 30 đấy. 8 giờ 45. Đúng rồi. Huyền Trang, Antica.
Thế mình có hai huyền trang à? Ok, 4D. Ừ, không biết là giống nhau không? Hình như là khác nhau đấy. Đã một bạn chọn cho cô câu 4 rồi. Tuấn Anh Vũ đã chọn 4D. Tâm Anh 4D. Ok, so sánh nhất nhé. Các bạn nhớ cho cô so sánh nhất thì chọn như thế nào. Tôi thấy các bạn đều chọn đúng rồi đấy. Vì sao? Trong câu này mặc dù nó có hai chỗ trống nhưng các bạn chỉ cần để ý chỗ trống số 1 thôi. Các bạn làm được chỗ trống số 1 đã rồi các bạn mới tính tiếp. À, youngest là so sánh nhất. Cái đứa trẻ hoặc là cái bạn nam nhỏ nhất hoặc là đứa con trai nhỏ nhất đã bắt đầu đi học rồi. Thế là ai cũng biết là nhà này kể cả có rất nhiều người, cô không biết có bao nhiêu người nhưng cô xác định được là à, người ta đang nói đến đứa nhỏ nhất, mà đứa nhỏ nhất chỉ tồn tại là một thôi. Chắc chắn xác định thì mình phải dùng the. Mà the thì kéo theo đằng sau nó sẽ không có cái gì. Lát nữa cô sẽ giải thích cho các bạn có nhiều trường hợp lạ đi với từ school đó. Nhưng mà câu 4 là D, các bạn chọn đúng rồi. Câu 5 thì sao? Hơi khó một chút. Hơi khó một chút nhưng các bạn chỉ cần tinh ý thôi. Tinh ý là được nhá. Nó hơi dài dài tí thôi. Hyphen là cái dấu gạch ngang ấy. Đầu tiên Microsoft có cái tên Microsoft có một cái dấu gạch ngang ở ở tên, xong người ta minh họa micro gạch kẹo và gạch chéo soft. Đó là sự kết hợp của cái gì đây? Siêu máy tính và phần mềm. Cái micro Microsoft. Điền cho câu 5 nào. Úi dồi ôi, crush của mình hả? À, khi nào thì nên dùng mạo từ hả? À, đúng không? À, mạo từ là một thứ bắt buộc chúng ta phải dùng trong câu để xác định cho cái danh từ đấy. Một cái danh từ trong tiếng Anh nó không bao giờ nó tự đứng được cả. Trừ khi, thứ nhất, em phải tạo cho nó là số nhiều. Hoặc trường hợp thứ hai là em đang nói đến chung chung, đến loài, đến một loài nào đó rất chung chung. Còn tất cả những trường hợp còn lại em đều phải có mạo từ. Mạo từ là để làm gì? Để xác định cho cái từ đó. Đấy, để người nói và người nghe biết là em đang nói đến cái gì. Là như vậy. Tiếng Anh thì bắt buộc phải có mạo từ là như thế. Cái việc mình quan tâm là không phải là tại sao người ta cần dùng mạo từ, mà mình sẽ phải quan tâm là mình dùng như thế nào nhé. Mình dùng như thế nào. Chọn ra câu số 5 nào. Câu số 5, nếu mà ví dụ các bạn đi thi ấy, các bạn thấy nó có tận 3 chỗ trống thì các bạn sẽ để ý xem cái chỗ trống nào các bạn sẽ làm được đầu tiên. Rồi sau đó các bạn sẽ loại trừ được một số phương án. Giả sử ở đây nhá, cô sẽ chắc chắn được cái chỗ 3 này, số 3 này đến dễ nhất. Vì sao các bạn biết không? Nhìn nhá. Sau ở là một cụm đối bằng chữ N. Nếu mà các bạn nào đi thi trung học phổ thông học cô rồi, cô sẽ luôn nhắc các bạn là chữ N nó sẽ nối hai cái thành phần tương đương nhau. Giả sử trước chữ N cô chỉ thấy cái chữ micro computer, không có under gì ở đây. Thì tương tự cái phần software này nó cũng sẽ không có lý do gì mà nó có under ở đây cả. Đúng không? Vậy là micro computer and software. Đây là danh từ đếm được nhưng người ta đang dùng theo nghĩa chung, máy tính và phần mềm. Vậy ở đây cô sẽ không điền gì cả. Không điền gì cả, cô sẽ tạo lại đánh dấu dấu x nhé. Thế thì cô sẽ chỉ cần phân vân giữa B hoặc là C thôi. Giữa B hoặc là C thôi. Bây giờ cô thử này. Thử ở đây là vơ vơ và thử ở đây là ơ thì xem sao. Đầu tiên, cái tên Microsoft có cái dấu gạch ngang đó ở giữa tên của mình, hay là có một dấu gạch ngang ở giữa tên. Bình thường trong tiếng Việt mình cũng nói mà, có một dấu gạch ngang thôi. Thế thì ơ nhá. Vậy là cô xác định được là cái này đúng này, cái này đúng rồi này. Thế cô chọn được luôn phương án B. Cô không cần phải suy nghĩ đến cái chỗ trống thứ hai nữa. Vì chỗ trống thứ hai đôi khi các bạn không dịch được chữ combination nghĩa là gì. Thế bây giờ cô dịch cho các bạn này. Combination này có nghĩa là sự kết hợp. Vậy là một sự kết hợp, combination này đếm được nhá. Đấy, một sự kết hợp của, vậy là phương án B này, bạn nào chọn B đúng rồi. B nha. B nha. Không phải C đâu, C là để bị lừa đấy. Đúng không? Chúng mình nói như thế nào? Hyphen là cái dấu gạch ngang. Tên Microsoft có một dấu gạch ngang. Một dấu gạch ngang thì các bạn dùng ơ thôi. Còn ví dụ các bạn dùng the nhá. Cô sẽ dịch trong đầu này này.
là đầu tiên Microsoft có cái dấu gạch ngang đó. Cái dấu đó là cái dấu nào? Chưa biết. Đây là đã được nhắc đến lần đầu tiên thôi. Cái sự vật sự việc gì mà nhắc tới lần đầu tiên thôi thì các bạn dùng cho cô là ơ hộ ân. Nhớ đấy. Nó hơi khó, lát nữa cô lại cho tiếp bài tập tiếp, các bạn sẽ quen dần. Cái này mình sẽ phải đọc và xem đi xem lại 2-3 lần các bạn mới hiểu được cơ. Thật vì đây là một cái khái niệm nó khá là trừu tượng ấy, nó không như kiểu là câu điều kiện xong, học là xong, câu gián tiếp xong, cấu trúc là xong, một cái này nó khá là trừu tượng. Câu số 6 nào. Nó chẳng khác gì khi các bạn học kiểu gần giống kiểu học kiểu dụ hán dụ ấy, kiểu hiểu hiểu nhưng mà đến khi bảo xác định đây là loại gì vẫn không xác định nổi. Khó. Ồ, câu số 6 này khó nhờ. Chỉ số thứ tự này. Có một cái là chỉ số thứ tự nên các bạn sẽ bám vào những cái dấu hiệu nào dễ làm nhất thì các bạn làm trước nha. Thứ nhất là chỉ số thứ tự. Chỉ số thứ tự thì các bạn sẽ dùng với ơn hay giờ. Triều đại nữa, một cái là chỉ triều đại. Ừ, cô nhìn ra phương án rồi đấy. Ừ, đúng rồi, em làm đúng rồi. Ok. Ừ, có thể sửa lại bằng như kiểu là lúc đấy cô chưa công bố đáp án nhưng mà cô giải thích xong rồi các bạn cảm thấy là à em phải chọn lại xong rồi này thì mới đúng thì ok các bạn cứ comment lại nhé. Ít nhất là chứng chứng minh được một điều là khi có giải thích em đã hiểu ra được vấn đề đúng. Chứ mà cô cũng chẳng bao giờ đánh giá ai cả đâu, không không có chuyện đánh giá các bạn. Rồi câu số 6 nào. Cô cũng không biết là trong cái chương trình lớp 12 này thì ngoài học mạo từ ra thì có học thêm về liên từ, giới từ hay gì nữa không? Còn nếu mà trong live viết thì các bạn sẽ được học về tất cả luôn, liên từ, giới từ, mạo từ, conjunction đấy. Và article đấy. Câu số 6 chọn cho cô nào. Mình loại trừ đi nhá. À tuyệt vời tuyệt vời. Bây giờ cô thấy các bạn bắt đầu loại trừ trình độ đẳng cấp hơn rồi đấy. Đúng rồi. Đúng, các bạn đều chọn đúng luôn này. Là phương án này này. Đầu tiên cô thấy như sau. Vị vua thứ hai. Ok, số thứ tự chắc chắn phải dùng chữ dơ rồi. Nên cô sẽ loại được phương án A, phương án B. Cô chỉ vân vân C và D thôi. Tiếp theo triều đại. Nhà Tây Sơn, triều đại gì đó thì chắc chắn phải có chữ dơ ở trước. Đấy, còn tên vị vua thì emperor này nó cũng gần bằng với king. Ví dụ như là vua gì đó đúng không? Thì đây là gì nhỉ? Hình như gọi là nó không dịch là vua mà nó giống như kiểu trong tiếng Việt mình cũng có gọi là vua này, gọi là đế này hoặc gọi là vương ấy. Đấy kiểu như vậy. Thì emperor này nó là vương. Chứ nó không phải vua, vua mình dùng chữ king. Nó tùy theo cái chế độ thì người ta sẽ gọi là king hay là emperor. C nhá, 6C nhá. Vua Quang Trung là hoàng đế thứ hai của triều đại Tây Sơn, chính xác. Reigning from này là trị vì hoặc là cai trị từ năm 1788 đến năm 1792. Ok, bạn dịch rất là tuyệt vời. Làm bài 2 cho cô. Bài 2 thì câu 1, câu 2 các bạn đừng làm vội. Câu 1, câu 2 là một cái câu mà khó, cần phải giải thích rất nhiều. Các bạn sẽ làm cho cô từ câu 3 nhá. Làm từ câu 3 đi. Ok, làm từ câu 3, cô sẽ để câu 6 đây để các bạn nào vào sau thì vẫn xem được. Nhưng mà các bạn làm cho cô từ câu 3. Lát cô giải thích câu 1, câu 2 cho. Làm câu 3 trước đi. Ura, hoàng tử William à? Hoàng tử William và công nương kết à? Ok. Em đăng ký khóa live VIP rồi mà chưa thấy duyệt hả? Ơ, vậy hả? Cô không biết cái đó đó. Thế bây giờ nhá, em có thể gọi trực tiếp cho cô để cái số điện thoại của các anh chị hoặc là để cô hỏi cho Hiền Hoàng Thu, nhưng mà em đăng ký với cái tên là gì? Em điền vào form link rồi hả? Em điền vào rồi nhưng mà em thấy chưa ai gọi cho em hay là chưa ai add em vào nhóm nào đúng không? Như vậy đúng không? Thế thì nếu mà em muốn chắc chắn hơn thì em sẽ bước có thể có hai cách, một là em nhắn tin cho page hoặc cách thứ hai là em gọi trực tiếp cho cái số điện thoại đấy luôn vì đôi khi là có nhiều bạn đăng ký quá xong rồi nhiều môn nó bị lẫn vào nhau ấy, có thể là nó bị lẫn mất tên em đấy. Còn nếu mà em thấy gọi vẫn chưa được thì em có thể bảo cô sẽ giúp em việc này cũng được. Nhưng mà đầu tiên cũng vẫn muốn là em thử gọi xem sao đã nhé, gọi cho hotline ấy, cô để số ở đấy rồi. Em gọi và chị ơi em đăng ký rồi.
tại sao em chưa nhận được phản hồi từ bên mình. Đấy, thế thôi, quyền lợi của mình mà em. Mai sau chúng ta sẽ phải giải quyết những việc như thế rất nhiều. Ok, hello Quang Đặng, hello Trần Đức Quang. Ủa, Trần Đức Quang thì lâu lắm rồi gặp ấy. Ừ, chưa ai gọi thì chắc em sẽ phải thử trực tiếp gọi trước đi, rồi để xem mọi người confirm cho em như thế nào nhé. À, Quang à. Em không có số hả? Ok, để cô lấy cho. Các bạn làm cho cô số 3 nhá. Cô 1, cô 2 hơi khó đấy. Để cô lấy số cho xem nào. Đây, cô xem nào. Trong lẽ ra này phải có link ở đây chứ nhỉ. Làm cô 3 nhá. Trong trường hợp này để cô lấy số cho. Đây. Cô không copy được. À đây rồi. Đấy, sẽ có hai kênh để các bạn nói chuyện như này. Ok, bây giờ cứ làm tiếp cái phần này trong khi cô sẽ nhắn tin cho các bạn. Câu số 3 các bạn nhá, đối với môn học. Chờ cô một chút xíu, sau đó cô sẽ giải thích cho. Để cô ghi mà cho em nhé. Quang mới cắt tóc là thấy Quang đổi hình đại diện luôn Quang ạ. Ok, cô đã pin cho em cái số điện thoại đấy rồi. Quyền lợi của mình em ạ, mình sẽ gọi mình hỏi rõ luôn. Hoặc là mình hỏi xem là có ưu đãi gì không. Hoặc anh chị có thể tư vấn thêm cho em cái gì không. Giả sử đăng ký 2 người hoặc 3 người như được giảm đấy các bạn. Một người thì 1,4 triệu, hai người thì là hình như 1,3 triệu hay 1,2 triệu, xong rồi ba người còn có 1 triệu thôi một khóa. Các bạn hỏi kỹ thêm về cái đấy nhá, được giảm giá đấy. 1 triệu mà các bạn học cả 1 năm luôn, ui học hơn 12 tháng thì mỗi tháng nó rơi vào chưa đầy 100.000 đồng cho 10 buổi, hoặc là đôi khi cho 12 buổi thì các bạn chỉ có tầm 8.000 đồng một buổi, 9.000 đồng một buổi, nó rẻ kinh khủng luôn, chắc chỉ tốn tiền điện quá. Rồi cô sẽ giải thích câu số 3 nhá. Câu số 3 là gì? Rita đang học môn tiếng Anh và môn toán trong học kỳ này. Trước môn học thì chúng ta sẽ không điền mạo từ. Thế là sao? Cái này có cấu trúc cô ghi bên trên rồi nhá. Trước môn học không điền mạo từ, vậy chúng ta đã được câu 3. Câu 4. Câu 4 này là cái câu mà nó sẽ không có ở đâu cả, nhưng mà lại rất hay gặp trong đề thi. Vì sao? Nó không liên quan đến cấu trúc. Các bạn để ý cho cô, đằng sau này là một mệnh đề quan hệ. Ok, nếu một từ nào đó mà ngay sau đó là mệnh đề quan hệ, chứng tỏ là gì? Từ đó đã được làm rõ nghĩa để cả người nói và người nghe đều hiểu. Nên các bạn auto điền cho cô chỗ này là chữ dơ. Vì đằng sau này, cái từ men này đã được làm rõ nghĩa rồi. Giả sử cô nói nhá, bạn có biết cái người đàn ông, nếu cô dừng ở đấy thôi thì không ai hiểu là cô đang nói về người đàn ông nào cả. Tuy nhiên cô nói như sau: người đàn ông, người mà đang đứng đợi xe buýt đằng kia. À ok, vậy là cả người nói cả người nghe đều biết tôi đang nói đến người đàn ông nào. Cái người chờ xe buýt đằng kia kìa, chứ không phải cái người đàn ông đứng ở đây, hay không phải cái người đàn ông đang quét đường, hay không phải cái người đàn ông đi xe máy, mà ý tôi muốn nói đến người đàn ông đứng chờ xe buýt đằng kia. Vậy cái người đàn ông đó đã được xác định. Cụ thể cả người nói và người nghe đều biết đang nói đến ai. Nên chúng ta sẽ điền cho cô chữ the. Hoặc nhớ theo một cách công thức, thì đó là sau một cái danh từ ấy mà nó có một mệnh đề quan hệ bổ sung nghĩa cho nó, thì chắc chắn mệnh đề quan thì chắc chắn cái danh từ đó phải có chữ the đằng trước nha. Đấy là trong bài mạo từ thôi. Còn nếu mà nó không có chữ the thì người ta có thể thay bằng chữ my, ví dụ my father hoặc là gì đó để xác định. Tóm lại là nó sẽ không bao giờ trống hoặc là người ta điền ơn mà đấy được, nó bắt buộc phải xác định this, that, the, kiểu vậy. Câu 4 nha. Ok, đúng rồi, câu 4 có thấy chim miệng điền thơ rồi này. Câu 5 thì sao? Em có cậu em ở Ukraine, vì loạn lạc nên cậu em tị nạn ở Ba Lan. Ừ đấy, bạn ở Ukraine bây giờ thì kiểu đang nhiên kiểu như là gì nhỉ? Mình chẳng làm gì, tự nhiên kiểu có những cái hỗn loạn nó ập đến mình ấy, thành ra lại phải chạy sang nơi khác. Ờ thì câu 5, cô chữa tiếp câu 5 nhá. Các bạn làm được cả câu 6 rồi. Câu 5 một số bạn điền là không điền, à điền ơ, sau đó không điền gì. Ok, thế thì để cô xem nhá.
Cup này có đếm được không? Cup đếm được, bao giờ người ta cũng nói là một tách trà, hai tách trà đúng không? Và cụm cố định rồi, a cup of coffee. Hình như cái này còn gặp rất nhiều trong bài hát cơ. A cup of coffee. Thì không điền gì đâu nhá. With cream, cream không đếm được các bạn nhá. Sugar cũng không đếm được nên mình không điền đâu. Đấy, vậy là chúng ta sẽ có như sau. Give me a cup of coffee with cream and sugar. Đây là đang order, order một tách trà với kem và đường. Câu 6 nào. Câu 6 hay đấy, câu 6 hay đấy. Cái on này này là cụm cố định rồi các bạn ạ, câu số 6 ấy. Để cô xem các bạn điền là gì nào. Mấy bài mạo từ dễ. Ờ đúng rồi. Nếu mà bạn nào mà đã hiểu được về mạo từ các bạn ấy làm rất là dễ luôn. Nhưng mà nếu mà chưa hiểu nó cứ nhầm hết, nó cứ sai hết câu này sai câu kia thôi. 97. Sao Quang lại sinh năm 97? Sao cô tưởng Quang sinh năm 2K3? Quang ơi. Hi hi ổn rồi á. Yeah, thank you. Happy to, I'm glad to hear that. Happy to hear that. Vâng, chào Tổng thống Ba Lan đang bận. Ok, câu 6 các bạn sẽ điền là the hoặc là không điền gì và điền the. Để cô xem nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng như sau. Những cuốn sách lớn ở trên bàn là cho môn lịch sử của tôi. Có nghĩa là bây giờ trên bàn đang có rất nhiều cuốn sách. Có cuốn small books và có những cái big books. Which are on the table thì chắc chắn rồi, chắc chắn on phải on the table, cái này là cụm. Cô sẽ không giải thích tại sao ở đây nữa vì nó là cụm rồi, on the table rồi. Nhưng mà cái cuốn sách này đã xác định chưa các bạn nghĩ xem nào. Trên bàn có rất nhiều cuốn sách, có cuốn small, có cuốn big và có cuốn medium. Nhưng tôi nói là à tôi chỉ cho bạn nhá. Bây giờ bạn ấy hỏi tôi là thế mấy cái cuốn sách lớn lớn trên kia là để làm gì đấy? Thì tôi chỉ cho bạn này. The big books which are on the table for my history class. Đó là cách thứ nhất các bạn hiểu. Hoặc cách thứ hai cô vừa nói xong, đằng sau đây là một mệnh đề quan hệ. Các bạn thấy chữ which không? Which là một mệnh đề quan hệ mà. Mệnh đề quan hệ thì đằng trước này các bạn phải xác định cho cô. Hoặc là các bạn hiểu theo ý nghĩa cũng ra rồi. Còn nếu không thì các bạn auto nhìn thấy là có cái mệnh đề quan hệ đằng sau. Vậy là đằng trước này là nó làm rất rõ rồi. The, điền cho cô chữ the. Câu 6 bạn nào mới điền the thì là đúng nhá. 26 tuổi hả? 97 là 25 chứ. Tính cả tuổi mụ à, là 26 à. Ok, 26 vẫn học mạo từ nhá, bình thường. Dùng trong văn phòng công ty, dùng khi viết mail. Hoặc là các bạn thi TOEIC gì đó. Thi chứng chỉ quốc tế. Câu 7 nào các bạn ơi, câu 7. My. À, câu 7 này dễ này. Để ý kỹ cho cô câu 7 nào. Không được vội, không được vội. Không được vội, không được vội. Bình tĩnh thôi. Câu đây có thể có hai Alika. 7 không điền gì hay 7 điền là ơ các bạn ơi. Các bạn nhìn cho cô nhá. Có cái chữ có cô có dạy trong khóa live kia. À, có cái chữ mai ở đầu tiên. Thì đằng sau đó chúng ta không dùng cái chữ gì nữa cả vì các bạn ơ ân nó sẽ cùng gọi là cùng gì nhỉ, cùng tác dụng với những cái từ như kiểu my, this, that, these và those, nó đều là hạn định từ. Vậy nếu mà có từ my rồi thì chúng ta sẽ không cần dùng ơ nữa các bạn nhé. Đơn giản thôi, mình hay nói là my father, my mother, bố tôi, mẹ tôi. Chỉ cần là chúng ta không thêm s là người ta biết là một người, thêm s thì người ta biết là nhiều người. Tương tự chiếc ô tô của tôi, vậy đây là một chiếc ô tô của tôi thì không có là my a car, không có nhé. Một là a car, hai là my car. Chúng ta sẽ không cho thêm cái gì vào giữa chữ my và chữ car nữa, không thêm ơn vào đây nữa nhé, nhớ nhá. Đấy là về hạn định từ. Cái đấy là trường hợp nó lại khó hơn là mạo từ cơ. Hạn định từ bao gồm nhiều từ hơn. Trước một danh từ thì sẽ phải có một hạn định từ. Hạn định từ đó có thể là this, that, my, chỉ vị trí và chỉ quan hệ sở hữu, hoặc nó chỉ chung chung thì sẽ có ơn thôi. Câu 8 nào. Câu 8 này là cụm cố định các bạn ạ. Câu 8 các bạn điền giúp cô. Xong lát cô chỉ cho cô một câu 2 hay lắm. 8A. Ừ đúng rồi. Nó rất đơn giản, 8A đúng không?
few. Vì a few là một vài. Sau đó ra danh từ số nhiều này, a few. Cái này thì không phải mạo từ mà cái này là cụm cố định a few. Câu 9 nào. Chair that các bạn ơi nhìn này, that you are sitting in is broken. Mệnh đề quan hệ các bạn ơi. Mệnh đề quan hệ thì các bạn điền là gì? À, cô dạy vào thứ hai và thứ năm trên YouTube. Lúc K2 ấy, đã bắt đầu lúc 9 giờ tối. Hơi muộn nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà các bạn cố gắng xem nhé. Coi như kiểu nằm trên giường trước khi đi ngủ rồi vẫn xem ấy. Kiểu thế. Học được cái gì thì học. Có thể các bạn nhớ đấy. Và đối với tiếng Anh thì cô khuyên các bạn là nên xem đi xem lại nhiều lần. Vì tiếng Anh nó là một sự ghi nhớ. Nó không giống như toán. Toán thì các bạn cần phải luyện tập nhiều hơn. Nhưng tiếng Anh là đôi khi các bạn nghe giải thích nhiều lần. Vẫn là một bài này thôi. Tiếng Anh nhé, các bạn cô đang bảo cho các bạn cách học ấy. Tiếng Anh thì các bạn không cần phải làm quá nhiều bài, nhưng mà các bạn làm một bài nhưng các bạn phải hiểu là tại sao đáp án lại như vậy thì đấy là đã là thành công rồi. Nên đôi khi các bạn không cần phải làm quá nhiều bài mạo từ mà các bạn làm đi làm lại cái bài này khi nào đúng 100% và các bạn biết tại sao mình đúng. Thì lúc đó các bạn làm bài khác kiểu gì cũng đúng. Giống như nãy giờ cô thấy có một bạn là làm đúng sẽ đúng từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà một khi các bạn đã sai vài câu rồi nó cứ sai hoài như vậy à. Đó. Thì khi nào mình hiểu được ra bản chất thì nó sẽ cứ đúng thôi và các bạn làm sao quen. Câu số 9 này thì cô nói rồi là nó có mệnh đề quan hệ đằng sau để xác định cho nó rồi. Đằng trước là auto verb thôi. Câu số 10 nào. À, United States này. United States thì cô vừa bảo rồi 10 điểm là gì nhỉ? Ok, cảm ơn em nhé. Cô cũng chỉ mong các bạn hiểu thôi. Còn nếu các bạn nào khi nào mà mình thấy chưa hiểu ấy thì mình comment giúp cô để cô lại giải thích thêm cho. Vì đôi khi có cách xử lý thông tin của mỗi người khác nhau ấy. Cô thì hay xử lý theo kiểu hiểu vấn đề hơn là học thuộc. Vì thực ra cô cũng chỉ nhớ cô cũng không quá tốt đâu. Nên cô phải hiểu nó cô mới làm được. Còn nếu mà bà cô học thuộc thì hơi khó. Nên là ngày xưa cô học văn nó hơi chán đời. Nào, sời, tuyệt vời nào. Ừ, câu 10 dễ rồi. United States là gồm nhiều bang đúng không? Gồm nhiều bang. Hoa Kỳ đấy, thì gồm có nhiều bang. Thì nhiều bang nên nó có chữ state thêm S. Thì mình sẽ điền vơ vào đấy. Câu 11. Chúng tôi đi tàu hỏa tới miền Tây nữa. Ở tới miền Tây nước Anh. Cô có nói cái tàu hỏa nào không? Không phải, đúng không? Cái này nó có công thức rồi này. Cô bảo là nếu mà 10 giờ, đúng rồi, 11. Chính xác, 11 không điền gì. Vì đây là phương tiện nói chung. Chúng ta nói quá chung chung luôn. Cô không nói là cô đi cái tàu nào cả. Mà cô nói là đi bằng phương tiện tàu nói chung ấy. Giống như kiểu là chơi tennis, học môn tiếng Anh và đi tàu. Đấy, có ba cái trường hợp đấy. Chúng ta không bao giờ dùng the để chống thôi. Go by bus, go by train. Hoặc là ngày xưa đôi khi cô không nhớ là có điền hay không thì cô cứ nhớ cái câu cô luôn luôn nhớ trong đầu này. I go to school by bus. Thì sẽ học thuộc câu đấy by bus. Thế là cứ đấy cứ by cái gì đấy auto không điền gì. Ơi câu 12 dễ này, câu 12 có who này các bạn ơi. Đây là mệnh đề quan hệ đúng không? Mệnh đề quan hệ đến trước mệnh đề quan hệ mình sẽ phải điền là the. Ok, good job. Đầu tiên làm được vị trí số 1 đã. The people who live in. Nào, bây giờ các bạn nghĩ đi. Chữ Scotland này này, đằng sau nó không có chữ S nhá. Nó cũng không phải là tổng hợp từ nhiều bang khác nhau. Thì nó chẳng khác gì Việt Nam cả. Việt Nam thì mình nói là I live in Vietnam. Hay là I live in the Việt Nam hay I live in a Việt Nam đây. I live in Việt Nam thôi. Chỗ này không điền gì. Ok, cô thấy các bạn mà làm đúng cô vui lắm. Chứng tỏ là hiểu bài. Hoặc là các bạn rất là thông minh. Oh, câu số 13 này. This sound is very nice. Ờ, rồi, câu 13 các bạn ơi. Các bạn nhớ cho cô là khi mà một cái đối tượng nào đó rất chung chung xuất hiện lần đầu tiên, các bạn phải đếm nó cho cô. Các bạn phải đếm là 1, 2, 3. Có đếm được không? Ok, nếu đếm được thì bắt buộc phải đếm cho cô. Còn không đếm được thì là auto không điền gì rồi. Nhưng đếm được thì phải đếm. Còn xuất hiện đến lần thứ 2 thì chúng ta không đếm nữa mà chúng ta đặt the vào trước. Nhớ nhá, xuất hiện lần 1 đếm nó đi. Xuất hiện lần thứ 2 auto điền chữ the. Vì lúc đấy ai cũng biết đấy là cái gì rồi. Chữ the này thì thực ra là cái người đó. Cái đó như thế. Ok, tuyệt vời quá. 13, các bạn nhớ nhá, lưu ý nhá. 13 mình phải điền là cái garden này nó chưa xuất hiện ở đâu trong câu cả. Và cái garden này đếm được không? Có đếm được. Bây giờ câu hỏi như sau. Ngôi nhà này rất là đẹp. Nó có một khu vườn không? Đúng không? Có vườn không nhỉ? Tiếng Việt là có vườn không? Nhưng tiếng Anh nó sẽ hỏi là có một khu vườn hay không? Vì vườn nó đếm được thì phải là một hoặc nhiều. Tôi xin phép uống nước nha. Các bạn điền cho cô câu số 14 nào. Wow. Cố lên. Sắp xong rồi thì cô sẽ giải thích cho các bạn câu 1, câu 2.
Ô, có 20 câu thôi, cố lên nào. Ừ, thấy Lê Hải Trọng thì làm đúng kiểu một series toàn đúng ấy. 14 các bạn ơi. Đây đây chính là trường hợp xuất hiện lần đầu và xuất hiện lần thứ hai đấy. Khi xuất hiện lần đầu tiên, chúng ta đếm cho cô. Nhớ nhá. Khi xuất hiện lần đầu tiên, các bạn đếm cho cô. Xuất hiện lần thứ hai, auto nó là chữ the. Vì lần thứ hai thì ai cũng biết là đang nói đến cái gì rồi. Lần đầu tiên chưa ai biết bạn nói đến cái gì cả. Ở đây cô, nếu mà như vậy thì cô đã xác định được rồi. Airport này xuất hiện lần 1 này. Cái chữ airport này xuất hiện lần 2 này. Vừa xuất hiện lần 2 xong rồi vừa lại có so sánh nhất này. Đây, nearest là so sánh nhất này. Các bạn điền đi. So sánh nhất thì các bạn rất dễ rồi. So sánh nhất chắc chắn là chữ the. Còn xuất hiện lần đầu tiên. Lần đầu tiên, đúng rồi, lần đầu tiên các bạn phải đến chữ ân cho cô. Vì nó có đếm được không? Có. Ý cô đang nói ở đây là một cái airport thôi. Nghĩa là không có nổi một cái sân bay cạnh chỗ tôi sống cơ. Cái gần nhất thì cũng phải cách tôi 70 dặm. Nhớ nhá, xuất hiện lần đầu tiên trong câu này, airport. Thế các bạn nhìn ân vào, các bạn đếm nhá. Ok, thank you. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã sửa và thành đúng rồi, chính xác. Câu 15. Nào, xuất hiện lần đầu tiên. Oh, I'm sorry. What is it? Chết cha, sao cô lại làm cái gì mà nó lại... À, đây là new, new, new. Đây, 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 tí chết. Ảo thật đấy. Nếu không có cái để bài điền any... Chính xác, bạn Linh Nguyễn nói đúng rồi. Nếu không có cái gì, không yêu cầu gì, em hoàn toàn có thể điền chữ any. Nhưng mà nhớ này, sau any mà là một danh từ đếm được ấy, em ạ, thì chúng ta phải có chữ S ở đây nhá. Sẽ phải là there aren't any apostrophe. Nhớ nhá, sau any nếu mà danh từ không đếm được thì ok, any cộng danh từ không đếm được. Nhưng nếu đếm được thì sau any danh từ đấy phải có S. Em nhớ cho cô nhá. Còn any dùng cho câu phủ định là em nói rất đúng rồi. Câu 15 nào. Và the. Ok, chính xác rồi. Xuất hiện lần đầu tiên các bạn điền chữ ơ vào đây. Còn cái này best holiday hoặc là holiday xuất hiện lần thứ hai hoặc là chữ best là sau nhất, các bạn điền cho cô chữ the. Các bạn làm đúng rồi. Câu số 16 nào. Play. À đây đây là chỉ khả năng chơi nhạc cụ này. Bạn Mai này thường xuyên chơi piano bất cứ khi nào cô ấy rảnh. Khả năng chơi nhạc cụ thì các bạn điền 16 là gì nhỉ? Yeah, Lê Hải Trọng. Good job. Amazing good job em nhé. 16 điền cho cô. Để hãy chọn cái này. Hạ cánh nơi anh à. 16 nào. Chơi piano, chơi guitar, chơi các loại đàn, chơi các loại nhạc cụ thì chúng ta điền chữ gì? Ồ, chọn thì ghê rồi. Xin vía, xin vía. Bây giờ các bạn hay có kiểu xin vía, xin vía. Sởi, tuyệt vời. 16 bạn ơi. Ok, good job các bạn nhá. Amazing good job em. Play the piano chắc chắn luôn. À, tiếp theo câu 17 cũng dễ rồi. Fifth là số đếm số thứ tự. Trong cái bài trên giờ cô chưa nhắc đến nhỉ. Là cô chỉ nói đến so sánh nhất thôi. Nhưng ngoài ra thì trước số thứ tự các bạn auto liền cho cô chữ the nhá. Đấy, nhiều thứ là cái phần kiến thức nó là như vậy, nhưng mà đến khi làm bài tập ấy chúng ta lại ra được những cái mẹo khác nhau nữa cơ. Nên là hãy lưu ý xem cái phần bài tập và xem đi xem lại nhiều lần vào đến khi mai sau làm auto đúng. Câu 18 dễ quá nhỉ. Câu 18 là I go to school by bus, giống như cô nói ngày xưa Chuyên học thuộc câu này. 18 thì không điền gì nhá. Rồi, các bạn điền đúng rồi. 16, 17 làm đúng hết rồi. 18 không điền gì. 19, 20 nào. 19, 20 các bạn ơi. Cái gì nhỉ? Kéo view cho mình đi các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn Lê Hải Trọng nhá. Đúng rồi, 18 không điền gì, 19, 19, 20. It takes me. Hour có đếm được không? Đếm được, giờ đếm được. Thế bây giờ xem mấy giờ đây. Ý bạn này muốn nói mấy giờ? Ui, tuyệt vời quá. Ân. Chính xác. Cô để ý Trọng rất giỏi phần này nhá. Trọng kiểu process giải quyết được luôn. Nghĩa là chỉ cần hiểu đúng vấn đề là nó sẽ đúng hết từ đầu đến cuối. Lát nữa chỉ có một câu đặc biệt, có một câu hai thôi. Cô sẽ giải quyết lúc cuối giờ cho.
vì nó đặc biệt. Thường trên lớp thì cô nghĩ là giáo viên sẽ không bao giờ dạy cái phần câu 1, câu 2 ở đâu. Nó sẽ chỉ có trong phần kiến thức nâng cao thôi. Nhưng mà mình nên hiểu, nên biết. Biết càng nhiều càng ít, yên tâm. Mai sau đi thi các bạn không chỉ phục vụ cho thi đại học mà mai sau còn thi sau đại học nữa. Thi bằng quốc tế, chứng chỉ quốc tế không thoát được. Trường nào bây giờ chẳng phải chứng chỉ quốc tế rồi mới ra trường được. 20. Rồi, chính xác, các bạn làm rất đúng rồi đấy. Hour là cái này bị câm, âm hát này bị câm nên chúng ta phải dùng là ân nhá. Tôi mất 1 giờ đồng hồ để mà hoàn thành xong công việc. Tiếp theo, ngày trước tôi từng có used to là đã từng có trong quá khứ và bây giờ không quen với việc đó nữa. Vậy bây giờ là ngày trước tôi từng có một con mèo đúng không? Này, cat không có s thì chắc chắn phải đếm rồi. Cô bảo rồi, xuất hiện đầu tiên phải đếm. Một con mèo và một con chó. Nhưng mà con chó bị chết mất rồi. Con chó này là con chó nào? Là cái một con này này. Và cái con này nó vẫn là một đúng không? Nó xuất hiện lần hai thì chúng ta điền dơ vào đây. Thế thôi. Bài tập nó chỉ có vậy thôi à. Nếu mà hôm sau các bạn xem lại cái này, cô chắc chắn các bạn sẽ làm đúng hết luôn, các bạn hiểu hết luôn. Hôm nay cái việc của các bạn là các bạn hiểu được vấn đề. Còn hôm sau thì các bạn sẽ nhớ và các bạn thực hành nhá. À thế à? Lớp 7 học dốt à? Thì cô đang khen em mỗi cái phần mạo từ mà. Cô có khen em những phần khác đâu, cô có dạy em những phần khác đâu. Nhá. Nhưng mà thế chứng tỏ là em hiểu vấn đề nó rất là ok. Nên là nếu mà em tập trung vào có khi em lại học tuyệt vời. Ok, thì cô đang dạy bài nào thì cô sẽ chỉ khen nguyên cái bài đấy thôi, vì cô đâu có biết được đâu, trong tiếng Anh nó rất là nhiều vấn đề. Hôm nay cô sẽ khen, chính xác là cô sẽ khen Lê Hải Trọng về phần mạo từ nhá, cô chắc chắn điều đấy. Còn về những cái phần khác thì cô không biết, có thể các bạn che em ở phần ví dụ phát âm chẳng hạn, cô đâu có nghe thấy đâu, cô không biết được. Rồi bây giờ chúng ta làm cho cô câu 1 và câu số 2. Cô sẽ cung cấp cho các bạn một cái cấu trúc vô cùng hay như sau. Đối với một số từ mà chỉ chức năng, ví dụ như là church, nhà thờ này, school, hospital và một từ rất kinh khủng đó là prison. Prison là tù đấy các bạn nhé. Các bạn mà dùng sai cái từ này là nó vô cùng tai hại. Lát cô giải thích tại sao. Đấy, có bốn từ này. Đầu tiên bốn từ này. Nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp chúng ta dùng the. Ơ, có con muỗi. Và một trường hợp chúng ta sẽ không dùng the. Dùng khi nào đây? Chúng ta sẽ không dùng. Ôi, cô tắt mất về khi rồi. Đây, không dùng the trước những cái danh từ bên trên nhé, danh từ bên trên nhé, thì cô viết tắt là n nhé. Khi nào? Khi chúng ta khi đến đúng mục đích. Còn chúng ta sẽ dùng the cộng với danh từ đó khi chúng ta dùng không đúng mục đích của nó. Lát cô sẽ giải thích thế nào là đúng mục đích và thế nào không đúng nhá. Đấy, không đúng mục đích thì nó sẽ là một cái đối tượng xác định, chúng ta sẽ dùng cho cô chữ chữ dơ vào. Nhưng nếu mà đúng mục đích thì chúng ta không được dùng dơ. Giả sử có một cái câu chúng ta rất quen thuộc đó là school. School là gì? Là trường. Mục đích của trường là gì? Là để học, đúng không? Vậy là tôi đi học. Tôi đi học thì tôi sẽ nói là I go to school, là ai cũng hiểu là tôi đi học. Nhưng giả sử mai sau cô ra trường rồi, cô là một người đi làm, nhưng mà con cô đi học, cô phải đến trường để đón con cô, thì cô không thể nói là I go to school được, cô phải nói là I go to the school. Giả sử này, I go to school là tôi đi học đấy. Nhưng nếu cô nói là mai sau cô lớn rồi, cô già lắm rồi, có con đi học, và cô nói là I go to the school to pick my kids. Đấy, thì đây là tôi không phải tôi đi học mà tôi tới trường, tôi tới cái ngôi trường kia. Tôi tới ngôi trường nào đó để đón con tôi. Hiểu ý cô không? Nghe mình đến không không đúng mục đích nhá. Cái từ tai hại nhất, cái từ trường học các bạn nhầm thì ok, nhưng mà cái từ tai hại nhất là cái từ prison. Prison là gì? Là nhà tù. Các bạn mà nói nhầm thì nó tệ kinh khủng. Nhà tù là để làm gì? Nếu mà là tù nhân mà đi đến ấy, thì chúng ta không có chữ tơ. Là tù nhân thì go to prison là bị đi tù. Nhưng mà nếu mà đi đến tù để thăm ai đó, mình không phải tù nhân nhá, mình là đi đến cái địa điểm đó thì mình sẽ có chữ tơ vào. Nhớ chưa? Nếu mà đến mà sử dụng đúng mục đích của nó thì là không có tơ. Nhưng chúng ta đến cái địa điểm đó thôi, chúng ta coi đó là một cái địa điểm. Như kiểu thay vì đến điểm A thì tôi đến điểm B, tôi đến điểm C thì có chữ tơ. Nhớ nhá. Bây giờ làm cho cô câu 1 và câu 2. Giải thích thế cũng nghĩ các bạn hiểu rồi. Căn bản là hôm sau mình phải nhớ nó thôi. Làm câu 1 câu 2 nào. U, làm xong rồi hả?
Nhanh vậy. Nào bây giờ có ai sửa không? Sửa không, có ai sửa không? Một nào. Người ta không nói gì thì chứng tỏ là chị tôi thường đi tới nhà thờ bằng xe buýt. Khi người ta không nói gì là đi tới nhà thờ là yên, đi để cầu nguyện đấy. Đi để cầu nguyện thì đi tới nhà thờ thì chúng ta không điền cái gì nhá. Đi tới nhà thờ bằng xe buýt. Ok. Bạn này là bạn đi nhà thờ. Nhưng người ta nói câu 2 nó khác nhau này. Mẹ của bạn Mel thì đang ở bệnh viện, vì thế cô ấy đi thăm bà ấy tối hôm qua. À, cô ấy đi thăm bà ấy. Để ý nhá. Bây giờ mẹ của Mel đi viện là đi đến có đúng mục đích không? Bệnh viện là đi đến là để khám bệnh, chữa bệnh. Thì mẹ của cô ấy đi viện là mẹ cô ấy đi đúng mục đích rồi còn gì? Thì chúng ta phải không điền gì chứ. Đừng để bị lừa. Trời ơi bị lừa rồi. Câu 2 bị lừa rồi kìa. Đây là nhìn nhá. Chỗ này là Mel's mother. Giả sử chỗ này này. Giả sử cô để như này này. So we went to. Đây 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 các bạn ơi. Để bị lừa rồi. Đấy. Bây giả sử cô sửa đề như này này. Thì các bạn bắt đầu có đất diễn này. À, coi như là cô chưa làm mẫu đi. Thì cái này mới khác nhau này. Mẹ của Mel phải đi bệnh viện, vì thế chúng tôi tới viện để mà thăm bà này. Vậy thì ai là người đi viện? Ai là người đi viện thì là người đấy làm đúng mục đích. Đúng mục đích đi viện thì không có chữ the. Còn chỉ là đến một cái địa điểm thôi thì mới có the. Các bạn bị lừa rồi đấy nha. Hai cái chủ ngữ này nó khác nhau này. Mel's mother với lại we là chủ ngữ khác nhau mà. Điền cho cô nào. Em đúng rồi cái gì? Để ý vào. Ừ. Đấy thì để ý làm cho cô câu 2 nào. Câu 2 nó như thế nào mới đúng đây. Đây giả sử cô để trống hai chỗ này, thấy khác nhau luôn. Bây giờ cô cho một câu 3 nhé. Câu 3 mà nhầm thì tai hại luôn. He is in prison. So his wife cô giả sử thì hiện tại đơn đi go to the oh sorry go to present to visit him đấy tương tự nó như thế này thôi, một người là đi đúng mục đích còn một người là đi qua ghé qua thôi. Cái này màu đỏ nhá, cái này thì chỉ có các bạn nào xem livestream thì mới biết được thôi. Oh my god. Ok. Bị lừa rồi. Ờ không sao, chỉ cần sửa sai nhá. Sửa đi. Câu 2, câu 3. Ờ đấy, đúng rồi, các bạn nào đúng rồi đấy. Tôi thấy các bạn nào đúng rồi. Lần này thì chắc chắn rồi nhá. Những cái đi viện đi viết nó còn đỡ tai hại, nhưng còn đi tù mà làm nhầm thì kinh khủng lắm các bạn ạ. Bây giờ ông này là ông bị đi tù này. Ông đi đến đúng mục đích chưa? Đi vào tù là để vào tù đấy. Đấy. Còn cô này là đi thăm thôi. Cô này không bị đi tù. Cô đi thăm thôi, chỉ có dơ vào đây cho cô nhá. Tương tự, bà này đi viện này. À, bà đi viện để điều trị đấy. Bà bị bệnh mà, bà phải đi viện. Còn tôi vào thăm thôi. Tôi không hề đi viện. Dơ. Đấy. Đấy là lý do tại sao mà trong văn nói thì thường hỏi là bạn kia hỏi là mày đang ở đâu đấy? Tao in hospital. Thế là người ta tưởng là bạn ấy bị nhập viện, nhưng thực ra không phải. Rõ ràng là tôi đi tới viện để thăm người khác thì phải là phải có the vào, nhớ chưa? Nhớ là có the nếu các bạn coi đó là một địa điểm chung chung. Ví dụ go to the park, go to the cinema, go to the zoo và bây giờ tôi go to cả the prison luôn. Là tôi đi thăm các loại, thăm nhà thờ, nhà thiết, tôi thăm cả nhà tù luôn. Nhưng mà lỡ nói là I go to prison là chết dở. I go to hospital là người ta sẽ hiểu khác, các bạn nhớ nhá. Ok. Ừ, liên quan đến tù tội phải chắc chắn nhá. Nhưng mà cái này sai thì dở lắm luôn. Liên quan đến bệnh viện phải chắc chắn nhá. Ok, nhớ là không nhầm nha. Thì hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Đấy, còn nếu mà bạn nào mà có nhu cầu học về cái khóa livestream, khóa live VIP ấy, thì chúng mình sẽ điền vào cái link mà cô để ở trong cái phần phần tiêu đề ấy, các bạn nhấn xuống sẽ có cái link, các bạn điền thông tin vào đó rồi các bạn sẽ, nếu mà anh chị mà chưa gọi cho các bạn thì các bạn hãy liên hệ với hotline và bảo là em điền thông tin rồi và bây giờ em cần anh chị xác nhận giúp em. Đấy là quyền lợi của các bạn nhé, mình cứ thoải mái gọi thôi, không có vấn đề gì đâu. Đấy và các bạn hãy hỏi xem là có cái
nghĩa là có những cái chương trình giảm giá gì hay không. Hôm sau cô cập nhật thì cô sẽ giới thiệu luôn cho các bạn. Nhưng mà thường cô like K2 nên là K1. Cô nghĩ là thầy Huy để giới thiệu rất là kỹ càng rồi nên cô muốn dành K2 để cô dạy các bạn được nhiều hơn. Nhưng mà các bạn nếu mà quan tâm đến cái khóa học đó thì các bạn hãy liên hệ nhé. Chắc chắn khóa học đấy nó sẽ phải khác cái khóa học cô đăng live ở đây rồi. Thứ nhất, vì cái khóa học trên YouTube là cô đăng live theo sách giáo khoa và cô phải tốn thời gian tương tác với các bạn và các bạn không có bài tập về nhà, đúng không? Nhưng mà cái khóa học live VIP kia thì các bạn sẽ có bài tập để các bạn luyện tập và các bạn buổi học của các bạn nó sẽ diễn ra là đúng là chỉ tập trung vào bài học thôi. Và trong khóa live VIP ấy, thì cô sẽ không phải live theo sách giáo khoa mà cô live theo một lộ trình tiếng Anh chữa từ mất gốc cho đến điểm 8 cộng và 9 cộng, điểm 10 môn tiếng Anh. Nên là trong cái live VIP đấy cô sẽ dạy cho các bạn từ khóa đấy, chắc chắn là cái khóa group, trên group kín rồi nhá, trên Facebook ấy. Cô chắc chắn sẽ live cho các bạn từ những cái đơn giản nhất, ví dụ từng thì một để các bạn phân biệt hết thì đó rồi. Sau tiếp theo là đến danh từ là gì, tính từ là gì, chặn từ là gì, từ loại, phát âm, trọng âm. Nghĩa là nó phải có quy trình như thế và lộ trình nó rất là rõ ràng cho một người mà để nắm bắt tiếng Anh từ đầu đến cuối để thi trung học phổ thông. Còn đây trên YouTube là live lớp 12 và hoàn toàn miễn phí. Còn trên live VIP thì sẽ là mất học phí nhưng mất một chút thôi. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại những cái bài giảng đó nhá. Còn hôm nay chúng mình sẽ học tới đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã xem livestream của cô đến tận bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các livestream lần sau. Bye bye. Thứ hai thứ năm nha.